Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Cương Đà Lạt Vlog. Sáng hôm nay ngày 28 tháng 8 năm 2024, chúng ta thấy tại cốc của thầy Thích Minh Tuệ có một số Phật tử đem những cái đèn hoa đăng tới xếp thành hình chữ vàng ở trong cốc của thầy, cả ngàn cái như vậy. Một cái kỳ công, tức là một cái công trình rất là kỳ công của các Phật tử đem tới đây để mà xếp rồi đánh lễ và dâng đèn hoa đăng nơi cốc của thầy. Họ cầu mong cho sức khỏe, hạnh phúc cho bản thân mình và cho gia đình, cũng như là cho những người thân. Thì rất là thành tâm. Công trình mà xếp được những cái đèn này là cũng là kỳ công lắm. Chúng ta thấy không? Người ta xếp thành hình chữ vàng rất là đẹp ở trong cái cốc của thầy. Tại cốc của thầy, chúng ta thấy mỗi Phật tử có một cách thể hiện cái lòng thành kính của mình, cũng như có Phật tử thì đem đèn hoa đăng tới cũng nơi dâng lên cho Ngài Thích Minh Tuệ và cầu mong là Ngài Thầy Thích Minh Tuệ chứng giám là các Phật tử đã dâng những cái đèn hoa đăng nơi cốc của thầy. Rồi sau khi mà đốt đèn hoa đăng xong thì người ta sẽ đem ra ngoài ao hồ cho người ta thả, và làm cách người ta thể hiện cái tôn kính đối với thầy, tức là bằng mọi cách. Phật tử, có Phật tử thì đem đèn hoa đăng, có Phật tử thì đem hoa, có Phật tử thì lại đem những cái chầu bông, rồi có Phật tử đem cái này kia, nói chung là rất là nhiều thứ. Nhưng tuyệt đối trong cái cốc của thầy là không có dùng nhang, không có đốt nhang và không nhận nhang và không nhận hoa cúc. Những cái hoa sen hay là hoa này kia thì được, chứ mà không nhận hoa cúc. Đó là cái cốc. Chúng ta phải tưởng thử nghĩ rằng là không phải là cái chùa, tuy chúng ta hay gọi là cái chùa nghèo nhất Việt Nam, nhưng đây không phải là cái chùa mà là cái cốc của thầy, nơi ẩn tu của thầy mà thôi. Đó, Phật tử rất là chân thành, rất là thành tâm đánh lễ. Họ đem tới đây, họ dâng lên cốc cho thầy, họ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Thì thầy Thích Minh Tuệ cũng thường nói mà, chúng ta làm những cái gì mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc thì chúng ta làm. Thầy cũng cầu mong cho mọi người hạnh phúc. Khi mà đến đèn hoa đăng nơi cốc của thầy thì họ cảm thấy hạnh phúc, thì thầy Minh Tuệ cũng rất là vui. Thầy luôn luôn sẵn sàng là cầu mong cho mọi người được vui vẻ và hạnh phúc, sống một cách rất tốt đời đẹp đạo như thế. Đơn giản như vậy thôi. Tức là cái mong ước của thầy khi đi tu theo 13 hành đầu đà là mong cho mọi người đều vui vẻ và hạnh phúc. Chúng ta thấy không? Những cái đèn hoa đăng làm rất là kỳ công, rất là đẹp luôn, và cũng tốn tiền lắm này, chứ không phải là làm mà không tốn tiền đâu. Đây, những cái đèn hoa đăng này đúng ra là thả trong cái ngày rằm là đẹp nhất, nhưng vẫn còn trong bữa này, vẫn còn ở trong tháng Vu Lan nên cũng được, không sao hết. Và chúng ta thấy không, Phật tử họ đem đèn hoa đăng xuống nơi cốc của thầy không, tuyệt vời không. Và một số YouTube cũng nhắc nhở là không được bỏ vào trong cái phần mà dán cái giấy màu vàng á, tức là nơi gọi là giữ giới của thầy á. Rất là tuyệt vời. Chúng ta thấy phải nói rằng là cái cốc của thầy là đúng là một cái nơi tâm linh, phải nói là một nơi tâm linh. Thì hôm nay chúng ta thấy cộng đoàn Phật tử đem hoa sen tới để đảnh lễ nơi cốc của thầy. Thì cái đoàn Phật tử này, để nói là chúng ta thấy rằng là khi có một người trong đoàn này lên trại cốc của thầy một lần rồi và xin một cái mảnh áo, mảnh vải nơi cốc của thầy và đem về làm như thế nào đó không biết, nhưng mà để cầu nguyện cho mẹ của mấy người trong này. Một trong những người trong này bệnh rất là nặng, rất là nguy kịch, nhưng từ cái ngày mà đem được cái mảnh vải về á, thì không biết là như thế nào mà bà cụ có một niềm tin như thế nào đó mà bà vượt qua được bệnh tật, vượt qua được cơn bão bệnh, nên gia đình này đã quyết tâm lên lại thêm một lần nữa ở cốc thầy để trả lễ. Đó, chúng ta thấy một sự gọi là nhiệm màu nơi cốc của thầy. Không phải là nói rằng là nơi cốc của thầy là chữa bệnh phát bệnh đâu, không có đâu,
nhưng mà cái lòng thành của người làm cho người ta hết bệnh. Mình nhắc đi nhắc lại là cái niềm tin vào một cái sự tâm linh nào đó, họ khao khát về tâm linh. Khi họ thấy được một ánh sáng lóe lên, một cái tâm linh ở nơi bản thân họ, thì họ tin tưởng và từ đó họ cảm thấy hạnh phúc và năng lượng tràn trề. Mà con người mà làm phát ra được một năng lượng tràn trề thì có thể là trị được bệnh, lý do là có thể tiết ra được những cái gọi là sức đề kháng mạnh mẽ để mà có thể là đẩy lui được cái bệnh tật. Cái đó người ta gọi là niềm tin về tâm linh, giúp cho họ vững tâm khi bị bệnh. Khi họ vững tâm thì cơ thể họ tự tiết ra cái chất đề kháng, chứ không phải là nhờ nước của thầy hay là nhờ mảnh vải như thế này thế kia. Nhưng họ dựa vào cái nước và những cái mảnh vải mà xin ở góc của thầy về á, thì họ cảm thấy an tâm vì mình đã được đến một cái nơi mà mình tôn kính. Do vậy họ đã được hết bệnh, chứ không phải là mê tín nghe. Cái này không phải là mê tín, cái này là cái thành tâm của người ta. Mà khi thành tâm giúp cho con người có thể mạnh khỏe, sống lâu và hạnh phúc. Mà con người càng hạnh phúc và cái nụ cười nở trên môi, thì lúc đó là nụ cười là bằng 10 thang thuốc bổ mà. Do vậy người ta có thể thoát được qua khỏi bệnh tật. Và bản thân của thầy, khi mọi người tới cốc này, nếu nói như theo ba cái chuyện mà chúng ta biết được, cái thứ nhất là nghe cái lời của bà cụ Dứa, là cái người mà ở gần nhà thầy Thích Minh Tuệ, là kể lại, thì chúng ta thấy rằng là thầy đã thấy được thầy thật. Tuy thầy ngồi ở nhà nhưng mà thầy vẫn biết được là cái cơm đó là không phải là của cái người mà đem tới, mà của một người nào khác đem tới. Cái đó là phải nói là giống là có con mắt thần thông. Cái chuyện thứ hai á, là do ông Năm ông kể lại là khi thầy lên cốc thì thầy nói với ông Năm rằng là có một vị sư mới lên nhân cốc. Thì ông Năm rất là ngạc nhiên. Thì trước đó con cũng có một vị sư mới lên nhân cốc, nhưng mà thầy đi tới sau, sao mà thầy biết được? Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là trong một clip nào đó nhân gà phỏng vấn thầy ấy, thì thầy nói là nhiều khi thầy ngồi đó mà không ai chạy thầy, mà chạy thầy mọi người. Thầy đã buông bỏ mọi thứ hết rồi, thầy không còn nghĩ đến cái chuyện gọi là tham sân si nữa. Những cái nghiệp đến với những người nào mà tuy thầy không nói ra nhưng nghiệp sẽ đến với họ. Thầy không có phải gọi là phản đối hay này kia gì cả, mà từ bản thân đó thầy nghiệp. Khi mà thầy đã mở được cái mắt thứ ba rồi á, tức là khi thầy đi bất cứ ở đâu thầy cũng đã có hộ pháp. Vậy thì những hộ pháp sẽ giúp cho thầy thoát qua tất cả các kiếp nạn ở trên cái đường tu tập. Nói xấu thầy hoặc là chửi rủa thầy như thế này thế kia. Còn riêng bản thân thầy, họ dù họ có nói xấu hay nói tốt thầy không quan tâm đến nữa. Chúng ta thấy không? Một cái hình ảnh rất đẹp tại cốc của thầy. Những phụ nữ mặc áo màu y phấn tảo tới thành kính dâng lễ nơi cốc của thầy. Chúng ta cứ tin như vậy đi, mình biết chắc chắn là thầy sẽ thấy. Một cái chuyện mà bà cụ Dứa bà kể lại, đem cơm ngồi tới, đem cơm tới cho thầy, thầy ăn, thầy đắng. Vậy mà thầy cũng nói là cơm này không phải là do của người bạn đang người đó đem tới, mà một người khác nhờ đem tới. Một cách nghe nói là đã nổi da gà rồi, khủng khiếp như vậy hả? Thầy thấy hết. Hoặc là như ông Năm ông kể lại là khi mà thầy bước chân lên ngay chỗ cốc của ông Năm á, thì thầy nói là trước đó là có một vị sư tới cái cốc này rồi. Thì ông Năm ông cũng ngạc nhiên, ông nói sao thầy biết được? Thầy chơi thì chơi, đâu có dấu chân dấu gì ở đó đâu mà thầy biết được. Nhưng thầy vẫn biết được, chứng tỏ thầy đã tinh thông rất là nhiều rồi, không phải là đùa giỡn với Phật pháp đâu nghe, không phải đùa giỡn. Từ khi thầy xuất hiện thì cái đạo Phật đã được phục hưng một cách mạnh mẽ. Mọi người nhìn vào đạo Phật họ thành kính, và một số người không biết gì về đạo Phật bây giờ họ cũng nhìn vào cái hành tu 13 hành đầu đà của thầy Thích Minh Tuệ, và họ nhận
thức được rằng là à, đạo Phật là phải như thế này, đạo Phật là phải như thế kia. Còn lâu nay họ u mê ở trong một cái lối không có lối thoát, không có một cái gì để họ nhìn vào, để soi rọi vào cho bản thân họ ấy. Bây giờ thầy xuất hiện giống như là một cái kính chiếu yêu, nó xuất hiện nó chiếu những cái chỗ nào mà không tốt thì nó sẽ hiện nguyên hình. Còn bản thân thầy, thầy không có chiếu ai hết, thầy chỉ việc đi bộ hành, thầy đi khắc thực và thầy để cho mọi người thấy được giá trị đích thực của cái công việc bộ hành, công việc khắc thực và công việc tu theo 13 hành đầu đà. Theo lời dạy của Đức Phật, thầy cũng thường nói thầy chỉ là người tu tập, một công dân Việt Nam tu tập, không có nhận đệ tử, không có lập tăng đoàn, không có chùa chiền. Mọi nơi đều là gia đình thầy, mọi nơi đều là người thân của thầy. Mà đến như bản thân mình đây, trước kia mình không bao giờ tin vào Phật Pháp, cũng không bao giờ đi chùa chiền. Nhưng từ khi thầy Thế Minh Tuệ xuất hiện, mình thấy rằng là à, cái hành tu của thầy như vậy đúng là một vị chân tu, không biết xài tiền, đúng 13 hành đầu đà. Nếu mà bỏ đi một hành là 12 hành đầu đà thì thầy cũng nói là nếu mà bỏ đi một hành mà không tu theo đúng 13 hành đầu đà thì xem như là hoàn tục, không còn gọi là đi tu hành theo như vậy nữa. Thế chúng ta nghe bà cụ kể lại không? Thầy tha nhìn đói chứ thầy không ăn những thức ăn của người ta đem tới dâng cho thầy tại chỗ. Ngay cả mẹ của thầy nấu đem tới thầy cũng mang, mà thầy phải đi khất thực, đó là hành. Nên thầy phải quyết tâm thực hiện cái hành đầu đà như vậy thì mới gọi là 13 hành đầu đà. Gọi là ngủ vậy, ngủ ngồi, thầy nói là tập trong vòng 1 năm, 2 năm lúc đó mới ngủ được. Tức là càng ngày thầy cái chuyện nào mà làm không được thầy phải tập làm cho được. Cái lòng quyết tâm của thầy một cách khủng khiếp như vậy, nên chúng ta thương là thương cái hành của thầy, thương cái quyết tâm của thầy và thương cái tinh thần gọi là tu hành, tu tập của thầy. Mà thầy cũng thường nói là thầy quyết tâm tu để thầy báo hiếu cho bố mẹ. Thầy coi mọi người đều bố mẹ anh em, và thầy luôn luôn cầu chúc cho mọi người là vui vẻ và hạnh phúc. Vậy chúng ta có gì mà không tán thán thầy, có gì mà phải chê bai thầy, có gì mà nói thầy là tà đạo Phật? Từ thầy xuất hiện mà người ta hiểu về đạo Phật nhiều hơn, tức là người thầy đã chấn hưng đạo Phật chứ không phải gọi là phá đạo. Hôm nay cái tình hình gốc của thầy cũng rất là đông Phật tử, từ sáng cho đến chiều từng đoàn người ta đi từ thiền xong người ta ghé thăm thôi gốc thầy, đảnh lễ nơi gốc thầy. Họ tin tưởng rằng là thầy đang nhìn thấy họ tới cái gốc của thầy để đảnh lễ. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.